Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Nga tăng cường tấn công cảng, ngành xuất khẩu của Ukraine lao đao. EU kêu gọi G20 gây áp lực để Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Nga phạt Apple vì nội dung không chính xác về xung đột Ukraine. Nỗ lực giữ thành quả phản công đầy khó khăn của Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Việc Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các khu vực cảng chiến lược Ukraine trong những ngày qua đang khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Kiev bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nga tăng cường tấn công cảng, ngành xuất khẩu của Ukraine lao đao. Ngũ cốc và dầu hướng dương của Ukraine chiếm thị phần lớn trên thế giới. Nhưng giờ đây, ngay cả các tuyến đường xuất khẩu dự phòng của nước này với thị trường quốc tế cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những đợt tấn công của Nga. Tuần trước, ông Valentin Palenko đã chất ngũ cốc từ trang trại của mình ở miền nam Ukraine lên hai xe tải. Thông thường, ông sẽ đi mất 2 giờ đồng hồ về phía đông đến cảng nước sâu Odessa. Nhưng lần này, ông buộc phải đi theo hướng khác, đến cảng nhỏ Reni trên sông Danube. Ông Palenko không phải là nông dân duy nhất đang tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới. Đường cao tốc phía Tây từ Odessa đang rơi vào tình trạng nghẽn, với thực tế là chật cứng hàng trăm xe chở hàng. Nếu không muốn nói là hàng nghìn chiếc trong một tuần, tất cả đều đang vận chuyển ngũ cốc đến các điểm phân phối thay thế khi đối mặt với quá nhiều khó khăn. Ngoài thỏa thuận sang kiến ngũ cốc Biển Đen được ký vào tháng 7 năm 2022 đã bị hủy bỏ, việc Nga liên tục tập kích thành phố cảng Odessa trong những ngày qua đang làm gia tăng tối đa áp lực lên ngành nông nghiệp Ukraine một trong những đầu tàu quan trọng trong nền kinh tế của Kiev. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bế tắc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đen leo thang đã gây lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu, đồng thời đang tạo ra thách thức cho nông dân trên khắp miền Nam Ukraine. Theo các thống kê, ngành ngũ cốc Odessa thiệt hại hàng chục triệu USD sau các cuộc không kích gần như hàng đêm của Nga. Phía Ukraine nói rằng 60.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy, sau đó các cuộc tập kích nhằm vào các nhà kho ngũ cốc dọc sông Danube tuyến đường thay thế quan trọng để xuất khẩu sau sự sụp đổ của thỏa thuận Biển Đen, tiếp tục gây ra thách thức cho ngành nông nghiệp Ukraine. Thực tế đáng lo ngại hiện nay là các hệ thống phòng không của Ukraine không đảm bảo hoạt động bảo vệ hiệu quả trước các cuộc tấn công của Nga. Vào hôm 2 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã chặn 11 máy bay không người lái UAV của Nga tấn công cảng Iman ở phía nam Reni, sông Danube theo Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine. Mặc dù vậy, các cuộc tấn công đã làm hư hại một máy nâng và hầm chứa ngũ cốc, một văn phòng công ty vận chuyển và một nhà ga hàng hải. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết 40.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy tại cảng. Cuộc tấn công cho thấy thực tế Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục tấn công các cảng Danube của Ukraine, nằm ngay bên kia sông, đối diện với Romania, một quốc gia thành viên NATO. Nông nghiệp là huyết mạch của nền kinh tế Ukraine. Trước xung đột, Ukraine sản xuất một lượng lớn dầu hướng dương được bán trên toàn thế giới và hơn 10% lúa mì, lúa mạch và ngô. Theo thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian một năm trước, hơn 33 triệu tấn ngũ cốc và hàng hóa khác của Ukraine đã được xuất khẩu. Trước chiến sự, khoảng 70% tổng số hàng hóa xuất nhập khẩu của Ukraine được vận chuyển bằng đường biển gần 2 phần 3 thông qua các cảng xung quanh Odessa. Trong hai tuần kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã phá hủy 180.000 tấn ngũ cốc, 26 cơ sở hạ tầng cảng và 5 tàu dân sự, theo Bộ Ngoại giao Ukraine. Với các cuộc tấn công vào Iman vào hôm 2 tháng 8, tổng thiệt hại ngũ cốc tăng lên khoảng 220.000 tấn. Theo tính toán của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc, số ngũ cốc Ukraine bị phá hủy có thể nuôi sống 810.000 người trong vòng một năm. Kể từ khi loạt cảng ở Biển Đen bị tấn công, các nhà xuất khẩu phải chuyển hướng sang sông Danube, vốn phức tạp và tốn kém hơn. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Ria cho biết các cảng và cơ sở hạ tầng ngũ cốc Ukraine bị tấn công là nơi đồn trú của lính đánh thuê nước ngoài cũng như chứa các khí tài quân sự. Quân đội Nga cũng nhắm mục tiêu vào xưởng sửa chữa tàu hải quân của Ukraine. EU kêu gọi G20 gây áp lực để Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu-EU, ông Joseph Borrell, kêu gọi các quốc gia G7 thuyết phục Tổng thống Putin quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Ông Joseph Borrell đã viết thư cho các bộ trưởng G20 kêu gọi họ giúp Bruxelles thuyết phục Tổng thống Nga mở lại con đường xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine sang các cảng nước ở châu Phi và Trung Đông trong bức thư cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của eu cảnh báo rằng quyết định của nga khi rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen vào tháng trước đang gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ em và công dân ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá cũng như các cuộc xung đột ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về vấn đề này với một tiếng nói rõ ràng và thống nhất đồng thời nói rằng thế giới có lợi ích và trách nhiệm chung đối với an ninh lương thực toàn cầu chúng tôi mắc nợ những người cần nguồn lương thực này nhất BSGI là sáng kiến đóng vai trò nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực do Nga phong tỏa các cảng của Ukraine. Sáng kiến được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 năm ngoái với vai trò trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi nó ký kết, nó đã giúp đưa ngũ cốc Ukraine trở lại thị trường và giảm mức giá ngũ cốc cao kỷ lục do cuộc xung đột gây ra. Với việc chấm dứt BSGI, tất cả những điều này hiện đang gặp rủi ro, ông Borrell viết trong thư, đồng thời nói thêm rằng Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc giờ đây sẽ phải tìm nguồn ngũ gốc ở nơi khác với giá cao hơn và với thời gian giao hàng lâu hơn. Nga phạt Apple vì nội dung không chính xác về xung đột Ukraine. Một tòa án ở Moscow đã phạt Apple 400.000 rúp vì không xóa nội dung sai lệch về xung đột ở Ukraine trên các ứng dụng và postcard. Đây là lần đầu tiên Apple bị phạt vì vi phạm này hãng thông tấn interfax cho biết gã khổng lồ công nghệ bị phạt là do không xóa các ứng dụng và postcard chứa thông tin không chính xác về cuộc xung đột ở ukraine tòa án cho biết nội dung vi phạm của apple là lôi kéo trẻ vị thành niên vào các hoạt động bất hợp pháp nhằm gây ra tình trạng bất ổn chính trị ở liên bang nga apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Apple đã tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh ở Nga và hạn chế dịch vụ Apple Pay ở nước này. Theo Interfax, các luật sư của Apple tại tòa án đã yêu cầu tổ chức họp phiên kín nhằm ngăn chặn việc tiết lộ bí mật thương mại, sau đó giới truyền thông được yêu cầu rời đi. Trong nhiều năm, Moscow đã xung đột với Big Tech về nội dung, kiểm duyệt, dữ liệu và đại diện địa phương trong các tranh chấp leo thang sau xung đột ở Ukraine. Vào tháng 2, cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga cho biết Apple đã trả khoản tiền phạt 906 triệu rúp trong một vụ kiện chống độc quyền của Nga với cáo buộc lạm dụng sự thống trị của mình trên thị trường ứng dụng di động nỗ lực giữ thành quả phản công đầy khó khăn của ukraine quân ukraine đang nỗ lực giành lại từng mét đất mà nga đang kiểm soát song phải đối mặt với lực lượng phòng ngự đầy quyết tâm video từ máy bay không người lái cho thấy bốn con đường ở làng staromascoi gần như bị phá hủy hoàn toàn ngôi làng nhỏ này là một thành quả mới nhất trong chiến dịch phản công ở phía nam của ukraine Số phận của ngôi làng phơi bày vấn đề lớn đối với Ukraine trong cuộc phản công. Sau những trận chiến ác liệt, khu vực này gần như bị san phẳng hoàn toàn, khiến lực lượng Ukraine không còn chỗ ẩn nấp để có thể bảo vệ vùng đất vừa kiểm soát. Điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước hỏa lực pháo binh Nga. Đây chính là những gì xảy ra vào ngày 31 tháng 7, khi các cuộc pháo kích kéo dài chút xuống làng Staromashkoi. Có thời điểm, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi làng, điều mà Kiev đã bác bỏ. Staromashkoi là một trong những ngôi làng then chốt nằm phía trước phòng tuyến Nga ở tỉnh Chaporytia. Kiểm soát ngôi làng này sẽ giúp quân đội Ukraine tạo bàn đạp tiến công hai làng gần đó, gồm Urohanoi và Staromiloka thọc sâu vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trong khu vực. Đối với những người lính Ukraine chiến đấu ở Staromaskoy, đây là một trong những cuộc chiến mà họ có thể dễ dàng để mất lãnh thổ vừa giành được trước đó. Khi đối mặt với hỏa lực từ quân Nga đang quyết tâm giữ vững những khu vực này, Karibas, thành viên lực lượng phòng thủ mặt đất Array của Ukraine cho biết, khi bạn tiến công dưới hỏa lực pháo binh của đối phương, bạn không có nơi nào để trốn. Anh nói quân Nga đã cố gắng chiếm lại làng Staromaskoy hai lần kể từ khi thất thủ tuần trước. Tình hình của Ukraine trở nên khó khăn hơn khi lực lượng Nga ở bờ đông sông Dnipro có thể nã pháo về phía họ. Khi đi qua Neskuni, ngôi làng lớn hơn mà Ukraine giành được nhiều tuần trước, Karisbas kể lực lượng Nga phòng thủ ở đây có tinh thần chiến đấu rất cao và sử dụng chiến thuật khôn ngoan. Trước trận đánh, Ukraine ước tính Nga chỉ bố trí 20 lính bảo vệ ngôi làng nên triển khai đội hình tấn công tới 70 người tin rằng họ sẽ dễ dàng áp đảo đối phương. Nhưng trên thực tế, lực lượng Nga phòng thủ ở Neskuni có khoảng 200 người. Họ ẩn nấp trong hầm, thậm chí không sử dụng nhà vệ sinh mà dường như sử dụng chai nhựa để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhằm tránh bị máy bay trinh sát không người lái của Ukraine phát hiện. Kết quả là cuộc tấn công của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ, trận đánh kéo dài và dữ dội khác thường. Lực lượng Nga chống cự quyết liệt trước khi rút khỏi ngôi làng. Quân đội Ukraine thông báo tung thêm lực lượng dự bị vào mặt trận phản công đã góp phần thúc đẩy tinh thần chiến đấu của những người lính tiền tuyến như Karibas. Dù vậy, anh cho biết họ vẫn rất mệt mỏi sau nhiều ngày chiến đấu liên tục trong điều kiện vô cùng khó khăn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!